Nếu là một người không biết quản lý tài chính thì không đi xem phim Việt Nam là một, không đi xem phim Việt Nam mùa Tết là hai. Nhưng biết đâu được đấy, New Year New Film. Hãy cùng ra rạp để xem Chị Ngọc Trinh nút 99% trong Chị Em 2, một bộ phim có nội dung rất trắng và tròn, áp dụng chính xác công thức thành công của Chị Em phần 1, gồm tuyển hai celeb không phải diễn viên để giữ hai vai nữ chính. Và rất nhiều poster hàm ý sẽ có cảnh cắt kéo. Chị Em 2 đã sẵn sàng để công phá các phòng chiếu và trở thành bộ phim yêu thích nhất tháng riêng của tôi, đủ để tôi ngồi mổ xẻ nó ra cho mọi người nghe. Nếu bạn hỏi một vài cô gái review về bộ phim Chị Em 2 này thì thường là sẽ nhận được những phản hồi như: phim xem ok lắm, Ngọc Trinh xinh. Hãy đừng vội mồm chữ A mắt chữ O, vì đó là tất cả những gì có thể gọi là đáng xem trong phim này. Nói đến đây nhiều bạn sẽ đánh giá tôi là coi thường phụ nữ. Không không không, bộ phim này mới là coi thường phụ nữ. Một bộ phim tràn trề nữ quyền ngay từ cái trailer, ca ngợi một người phụ nữ có quyền lực thì phải thông minh lanh lợi, kỹ năng thượng thừa. Đó chính là đệ nhất mỹ nhân Sài Thành do Minh Hằng thủ vai. Nhưng cuối cùng cô ta lại bị lừa gần 7/8 bộ phim và kiếm sống hoàn toàn từ việc moi tiền đàn ông. Còn các bạn hỏi về kỹ năng thượng thừa ở đâu ư? Vâng, và đó chính là khả năng múa trong bể cá của y. Tôi đã cố gắng vận dụng 7749 tế bào thần kinh đã phần nào bị tê liệt do hậu Covid, nhưng vẫn không tài nào có thể cảm thụ được kỹ năng múa nước trong bể cá thì nó thể hiện điều gì? Tần dụ, hoán dụ, nhân hóa. Có lẽ là biện pháp tu từ nói quá, thậm sưng, chứ chả có cái kỹ năng kỹ nghệ gì ở đây cả. Quay trở lại với nội dung chính là Ngọc Trinh. Chị Trinh có vẻ rất thích những vai thôn nữ ngoi lên từ đáy xã hội. Và phim này cũng vậy với Nhi, một cô gái đím mặt hạ ở một con đường nghe phèn không kém và khó nhớ tên. Nhi có một lòng hâm mộ chị Hằng, hát một vòng trái đất hay lại còn được làm đệ nhất mỹ nhân. Cô Trinh mới cảm thấy đím chỉ khác nhau ở danh phận, miễn là có fame thì có làm đím cũng được người đời tôn trọng, xã hội tôn sùng, nên quyết định lập mưu lật đổ nữ hoàng, chiếm lên ngôi vị. Đấy, câu chuyện nó chỉ đơn giản thế thôi, chứ còn muốn tường tận body chị Trinh thì đặt vé đi. Chủ quan mà nói thì tôi thấy nội dung phim chỉ dừng lại ở một phim hài Tết, mang lại tiếng cười vô cùng fast food. À, có cái xem phim này xong, tôi bỗng nhận ra hình như khi đùa phải có duyên một tí thì mới buồn cười. Sẽ nốt vào sổ cho sự nghiệp diễn hài độc thoại tương lai của mình. Cái này không phải chê phần hài của phim đâu, nó là sự đúc kết sau khi thẩm nhiều miếng hài của các bộ phim Việt Nam gần đây. Các bạn có thấy hài không? Bình luận ở bên dưới xem chơi. Đến với bộ phim này, khán giả Gen Z sẽ phần nào cảm thấy hơi lạ lẫm về bối cảnh khi nó diễn ra vào Sài Gòn vào những năm 1930, khi Việt Nam mình vẫn còn những công tử, tiểu thơ đài các. Có nhiều phân đoạn có cảm giác như bị cắt hẳn đi, khiến người xem khá lửng lơ và không biết chuyện gì xảy ra. Có những tình tiết nên show cho khán giả thấy thì đạo diễn chọn cách kể thoại để giải thích, khiến nội dung có thiên hướng kể lể. Nói chung là bộ phim chỉ dừng lại ở một web drama hài nhẹ nhàng, chứ không thể gọi tên là một tác phẩm điện ảnh. Các drama trong phim dù cố tỏ ra vẻ nguy hiểm và bí ẩn, nhưng cuối cùng cũng chỉ thể hiện được sự ngô nghê và khờ khạo. Và thêm nữa, phim này mà chiếu trên YouTube thì kiểu gì cũng ăn ngay gậy tiêu chuẩn cộng đồng nhá. Chả hiểu sao có nhiều cảnh trẻ con tắm tiên phết. Hy vọng là để tô điểm cho bối cảnh chứ không phải là để kéo rating từ hội biến thái. Ở phần sau chúng ta sẽ nói một chút về diễn xuất của dàn cast. Để mà thẳng thắn thì thật sự không biết nên dành tính từ nào cho màn thể hiện của Ngọc Trinh khi chị đem hoàn toàn con người thật của mình vào bộ phim này. Nếu mà nói chị diễn hay, diễn đỉnh thì cũng hơi ngượng mồm, vì rõ ràng ai hay xem livestream thì cũng nhận thấy cô bé ăn hàng và cô gái đím Nhi trong phim có cái nét y chang. À thì tôi có hay xem live chị Trinh đâu, thằng bạn tôi nó xem xong nó kể lại. À mà vấn đề đấy cũng không quan trọng, quan trọng là chị Trinh chân thật nhưng lại trong một kịch bản vô cùng giả chân, nên tính cách và số phận của nhân vật bị mờ nhạt, khó đồng cảm. Tôi nhớ có một phân đoạn cả hội gái đím đang hoan hỉ Tết đến xuân về, xong tự nhiên nhắc đến thân phận mình, đứa nào đứa nấy buồn ngang như kiểu có ông nào đứng ngoài hồ cảnh buồn. Diễn thiếu chân thực, thiếu đồng cảm, tính thao túng tâm lý người xem nhưng mà ngô ngây. Có cảm giác như các diễn viên sân khấu trong phim không thể từ bỏ được thói quen diễn xuất hàng ngày, thiếu hoàn toàn tính điện ảnh, tính miêu tả cần thiết. Tiếp tục với chị Trinh, nhân vật Nhi lần này đã có sự lột xác hoàn toàn so với nhân vật Trinh trong Vòng Eo 56. Đó là trang phục. Đùa tí chứ Nhi là một nhân vật mưu mô tham vọng, nhưng lại không được phát triển và làm cho tới. Những sự kiện và kế hoạch của Nhi trong phim nếu lướt qua thì có vẻ kinh khủng đấy, nhưng không đảm bảo được những logic quá đơn giản. Nhi bị một điểm trừ nữa là đang bị diễn quá trong những câu thoại, nhất là những đoạn cô gái đím đang thể hiện sự thông minh. Điều này khiến khán giả khá bối rối, không biết đây có phải là miếng hài của phim không, hay là những pha thoại trả treo của bà nữ. À nhân tiện thì bà nữ cũng đóng trong phim này nhé. Tết ấm no. Đó là góc nhìn của tôi với vai trò một khán giả. Chỉ mong phim của chị Ngọc Trinh trong tương lai sẽ hay hơn và sâu sắc hơn, chứ đừng làm về chủ đề làm gái nữa. Cái đấy trên Facebook Reel cũng nhiều lắm rồi. Với tới chị Hằng, một diễn viên lâu năm thì sẽ ra sao? Quả là một màn thể hiện tuyệt vời của một diễn viên được đánh giá cao về giọng hát. Có những đoạn hội thoại thể hiện sự giận dữ của nhân vật, nhưng nhận lại chỉ là sự giận dữ của khán giả, bởi vì nó chỉ loanh quanh ở mức độ gằn giọng và nhăn nhăn ấn đường, không có sự run run trong giọng nói, không có sợi gân chán nào nổi lên. Tóm lại là khá bất lực trong việc biểu đạt cảm xúc.
mà trách chị một thì cũng phải trách kịch bản 1,5. Vô cùng ngây ngô lứa tuổi học trò. Mà cũng không hiểu chị Hằng lo accent của mình không hợp với khán thính giả hay sao, mà bằng một cách nào đó những câu thoại của chị bỗng có tiết tấu nhịp 2-4, tempo đâu đó tầm 50, vô cùng chậm chạp và nhát gừng. Nó góp phần làm tăng thời lượng phim nhưng lại giảm chất lượng trải nghiệm điện ảnh. Tự đánh giá tôi cũng khá khó tính và tôi không vui. Nhân vật của Minh Hằng làm tôi nhớ đến con mèo nhà tôi lúc bị đau họng, khều khà. Dàn diễn viên phụ có lẽ là những người hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Họ đã tạo được cái mood vui vẻ ngày Tết cho ba tánh. Dù nhiều đoạn hơi cười từ thiện, nhưng những vai quần chúng thì lại hơi phá hỏng mood phim. Họ như những NPC vô hồn và chỉ biết làm theo nhiệm vụ ghi trên kịch bản. Đàn ông trong phim này là một điểm trừ lớn, khi họ chỉ hiện lên là những thằng mê gái, nói năng nhăng cuội và là công cụ cho phụ nữ. Nếu phải hạ thấp đàn ông đến vậy để nâng tầm chị em lên, thì bộ phim này thật sự là không tôn trọng cả phụ nữ lẫn đàn ông. Ở phần trên có nhắc đôi chút về phong cách quay phim của Vũ Ngọc Đãng, vậy hãy cùng làm rõ ở phần tiếp theo. Đã gặt hái được những thành công nhất định ở mảng truyền hình với những Bỗng Dưng Muốn Khóc, Vừa Đi Vừa Khóc, rồi dấn thân sang điện ảnh với những Hot Boy Nổi Loạn phần 1 và 2. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã được biết đến nhiều hơn. Nếu để ý kỹ trong phim của chú Đãng, rất hay có những phân đoạn quay cảnh trời mưa, đường xá tấp nập, đứa trẻ đang nô đùa, vân vân và mây mây. Ngày xưa khi xem Bỗng Dưng Muốn Khóc thì thấy nó hơi liên quan đến số phận nhân vật, kiểu dạng ẩn dụ lấy cảnh tả người. Và trong phim Chị Em này thì vẫn giữ nguyên phong cách đó, nhưng nó lại có phần lạc quẻ và thiếu giá trị. Thứ nhất là cảnh quay những đứa trẻ đứng tắm lòi mông ở ngõ dẹp nơi Ngọc Trinh công tác. Biết là thể hiện sự lầm lũ, thô sơ của Sài Gòn những năm cũ, nhưng có nhiều cách mà. Sao lại cứ dùng cái hình ảnh này nhiều lần nhỉ? Trần trụi có điểm dừng thì mới là nghệ thuật chứ. Hay có một cảnh quay trời mưa vào ban đêm rất tầm tã. Tôi rất nhớ phân đoạn này, tại ngay sau đó chị Trinh có những đoạn thoại rất tấu hề, không hề hợp mút và liên quan đến cơn mưa đó cả. Nếu quay một phân đoạn không đóng góp gì cho mạch cảm xúc của phim thì rất dễ gây mất tập trung và khó chịu, còn tốn tiền nữa, vì còn nhiều phân đoạn bị thiếu mạch lạc và cụt lủn cần thêm vào. Về bối cảnh thì tôi thấy trang phục và đường phố có vẻ gì đó xưa cũ rồi đấy, nhưng cũng không quá xưa cũ đâu, vì đâu đó vẫn thấy vài bộ cánh vintage của Gen Z thời nay. Còn về cách nói chuyện thì càng không xưa cũ tí nào, nó tân thời quá, hiện đại quá. Nếu đã làm phim bối cảnh lịch sử thì ngôn ngữ cần phải được tìm hiểu để thoại hợp dơ hơn chứ. Tôi sẽ lấy ví dụ là tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Ngôn ngữ trong tác phẩm khác xa với xã hội hiện đại, nó có cái chất liệu khiến người xem cảm thấy thú vị và tin vào câu chuyện mà mình đang được nghe. Nhưng những yếu tố trên vẫn không thể làm tôi tức bằng nhân sinh sống trong thế giới của Chị MM2. Tất cả mọi người đều phát cuồng với những mỹ nhân vô công rồi nghề, dù tất cả những gì họ có là khả năng múa quạt dưới nước, và dù ướt thì nhìn vẫn xinh. Một điểm nữa là về thông điệp của bộ phim, thứ lỗi cho bộ não bé nhỏ của tôi khi hoàn toàn bất lực trong việc tìm thấy ý nghĩa của bộ phim này. Thế là tôi đã google thì có thấy mọi người xúm lại bàn tán xôn xao rằng là chị Trinh có ý đá xoáy showbiz, đấu đá tranh giành. Tôi mới không hiểu rằng là chị đá xoáy như thế nào, với một câu chuyện về hai người phụ nữ cạnh tranh xem ai thu hút nhiều đàn ông giàu hơn. Tóm lại thì chị MM2 là một bộ phim đáng yêu của chị Trinh, vì nhìn chị rất đáng yêu trong bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Nhưng ở một bộ phim thì thứ tôi trông đợi là sự đáng xem chứ không phải là đáng yêu. Và thực lòng mà nói thì bộ phim còn quá nhiều hạn chế. Nếu trên thang điểm 10 thì em xin chấm phim này 5,6, bằng số đo vòng eo của chị Trinh chia 10. Một cô gái xinh đẹp như chị xứng đáng làm ra những bộ phim hay hơn. Chúc chị và ekip sức khỏe và đừng cạnh tranh với SVM nữa. Hãy quản lý tài chính và đừng bị cám dỗ bởi chị Trinh. Tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.